thật sự luôn. Đến mớ rau muống trước đây mua có vài nghìn, bây giờ đã lên mười mấy nghìn rồi. Cái gì cũng tăng giá, xăng cũng tăng giá, sắt thép cũng tăng giá, tất cả mọi thứ tăng giá. Chỉ có đồng hồ của em bán thì vẫn rẻ mà các anh vẫn không mua. Lại có chuyện là có anh nhìn thấy cái con Tissot PRX của em hôm qua đăng lên video, lại đi hỏi một người khác là có không, xong người đó lại hỏi đến em. Ồ, em không hiểu là tại sao các anh chị xem video của em cận cảnh chi tiết như vậy mà không mua lại hỏi người khác. Thế nó mới đau. Hôm nay thì em sẽ về phục vụ cho anh em một chiếc Breitling dành cho những anh em tay vừa và nhỏ, thích chơi đồng hồ Breitling, thích chơi đồng hồ thể thao, một chiếc sport watch rất là đẹp. Và một chiếc này của em về thì sẽ đầy đủ hộp sổ phụ kiện anh em nhé. Đó, một chiếc mà trong cái tình trạng siêu tầm, hàng rất đẹp mắt mà cái tình trạng đầy đủ hộp sổ phụ kiện như này thì nó không có nhiều đâu. Đây, ngay một chiếc hộp thôi chúng ta sẽ có hình máy bay này. Đó, giới thiệu anh em thì Breitling là một cái thương hiệu xuất phát từ nước Đức và nó gắn liền với cả nền những cái thành tựu của ngành hàng không Đức. Hoặc là Breitling thì cũng sản xuất những cái chiếc đồng hồ dành cho các hải không quân, không quân của Anh và của Đức. Đó, đây chúng ta sẽ có một cuốn sổ Breitling 1884 automatic. Nếu mà chơi đến Breitling thì em nghĩ là anh em đã chơi khá là sâu vào đồng hồ thể thao rồi đấy. Bởi vì Breitling thì nó thật ra là nó không nổi tiếng lắm ở Việt Nam. Tuy nhiên là đây là một cái thương hiệu rất đáng chơi em nhé, rất là đáng chơi. Và ở Hà Nội ấy, hay là những cái thành phố lớn thì họ luôn có những cái hội chơi Breitling rất là nổi tiếng. Đây, chúng ta có một cái cuốn đây là cái mà chống ẩm, có chống ẩm của hãng, làm to kinh khủng luôn. Đó, đây là cái gì anh em biết không? Đây là cái bản lề của cái hộp, nó bị tung ra nhưng mà hàng vừa về em chưa gắn được. Em có thể thấy đã, em sẽ gắn sau khi mà anh em mà muốn mua nhé. Về phát là em quay cho anh em xem luôn. Chiếc này thì mua chính ngạch ở bên Nhật, và cái lúc mà mua chính ngạch của nó thì giá rất là cao đấy, đâu đó khoảng gần 100 triệu cho chiếc Breitling này. Hộp của nó đây. Đó, bên trong hộp thì có như thế này. Phía trong thì sẽ bằng nhung anh em nhé. Đây là mắt thừa. Còn đồng hồ đâu ạ? Đây, đồng hồ đây. Nếu mà nói đến Breitling thì anh em thường tưởng tượng ra một chiếc mà hầm hố to bản, chỉ dành cho những anh em tay to, thích cái phong cách khỏe khoắn thể thao. Nhưng hôm nay thì em lại có một chiếc mà dành cho anh em tay nhỏ, muốn chơi Breitling. Thế là một chiếc rất hợp lý, rất đẹp anh em chơi. Đây, chiếc này thì sẽ có cái mã tham chiếu đây, A10350. Nếu mà anh em search chiếc này trên mạng ấy thì nó đã ngưng sản xuất hàng mới rồi. Còn một chiếc mà hàng cũ lướt như này ở những cái thị trường quốc tế thì họ đang bán khoảng 2.500, 2.500. Thì nó rơi vào khoảng năm mấy, 60 triệu, gần 60 triệu. Đó, rất đẹp. Phải nói là nếu mà anh em nhìn qua ảnh ấy thì không thể thấy hết được cái vẻ đẹp của nó và cái độ hoàn thiện tuyệt vời của Breitling. Nhưng khi mà cầm lên ấy thì thấy ngay đây là một chiếc đồng hồ rất là cao cấp. Một chiếc mà size 38mm cộng với phần lắc to lắc như thế này. Đó, thì chơi anh em chơi khá ổn. Với những em tay khoảng 16 năm trở lại, khoảng 15 trở lên là đã có thể đeo tốt chiếc này rồi. Chiếc này thì đã phù hợp với những anh em tay nhỏ và nó đang có cái tình trạng siêu đẹp. Nó đẹp như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên sẽ là những cái thiết kế mà quen thuộc và kinh điển của Breitling. Breitling thì nổi tiếng bởi ba thứ. Thứ nhất là chất thép. Chất thép của Breitling phải nói là cái trình độ cơ khí của người Đức nó phải là đứng top đầu thế giới. Cái chất thép của họ được tôi luyện và được gia công và thêm những cái phụ gia, nên là cái chất thép của nó rất là tuyệt vời. Cầm trên tay cực kỳ đầm, nó rất là manly và nó cũng rất là bóng bẩy nữa. Đó, khi mà chỗ nào mà hoàn thiện bóng ấy thì cái độ bóng của nó cực kỳ là đẹp. Còn chỗ nào mà cần manly thì nó rất là manly. Và cầm chiếc này ấy thì nó cũng tương đối là nặng, bởi vì cái chất thép đặc của nó rất là chất lượng, đến từ một chiếc Breitling. Chất lượng cơ khí của người Đức thì phải nói là tuyệt vời. Cái điểm thứ hai ấy mà Breitling nổi tiếng ấy, đó chính là cái phần phủ AR này. Anh em thấy không? Đây này.
nghe đọc ở một cái tài liệu nào đó thì cái lớp phủ AR này của Breitling họ phải ra công đến tận 3 lần. Rất là tuyệt vời, nó không giống những cái thương hiệu nhỏ khác mà có cái lớp phủ AR nó có vẻ dễ xước, còn Breitling thì phải nói là mà cái lớp phủ AR này top đầu đồng hồ thế giới luôn, rất là dày dặn và cực kỳ trong trẻo. Đó, cái thứ ba phải nói đến ấy là bộ máy của chiếc này lúc nào cũng sẽ là một bộ máy chuẩn chronometer, chạy cực kỳ chính xác. Do đó thì mới sử dụng cho những cái phi công, người, những người mà cần căn cái khoảng thời gian cực kỳ chính xác em nhé. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có một chiếc dạng đồng hồ dạng sport luxury, nó vừa mang cái sự khỏe khoắn thể thao nhưng cũng rất là đủ sang trọng để anh em sử dụng cho những dịp quan trọng đó. Phía ngoài thì cái niềng là một cái niềng bezel, bạn rất là sướng kêu tanh tách luôn anh em này. Một cái niềng bezel dành cho đồng hồ phi công của Breitling đó. Và ở trên này thì chúng ta sẽ có cái dạng la bàn luôn này, đông tây nam bắc để xác định phương hướng. Trên dial thì chúng ta sẽ có logo của Breitling được gắn nổi ở đây, logo hình cánh chim đó. Một chiếc đồng hồ mà gắn liền với các cái thành tựu hàng không ấy thì lúc nào cũng đi cùng với cả một đôi cánh như này. Logo của Breitling 1884. Đồng hồ thì sẽ có chứng nhận chronometer này đó, certificate và chống nước lên 100m, thoải mái sử dụng trong hoạt động thường ngày, có thể dùng đi bơi nhẹ. Nhưng mà em khuyến khích là anh em cũng không nên bơi nó, nhất là không nên tắm nó với nước nóng, mặc dù là chiếc này sẽ trang bị một cái núm screw down rất là nhỏ xinh ở đây đó. Sorry anh em, trên này chúng ta lại không có núm screw down. Thế thì anh em không nên mang đi bơi nhé, chống nước 100m thì đủ dùng thôi đó. Một chiếc là sport luxury mà. Phía ngoài này thì sẽ là cái nền bezel rất là đẹp và làm cực kỳ chi tiết đến Breitling. Ở phía trong thì các kim của chúng ta sẽ là cả dạng kim do to bản và kim của dòng đồng hồ phi công đấy. Đó, dạ quang của nó siêu sáng luôn. Cái chấm ở trên nền bezel này cũng sẽ có dạ quang, em thấy rất là đẹp đúng không? Các cọc số thì được hoàn thiện bằng thép phủ rhodium cực kỳ sáng bóng, kim cũng vậy. Đuôi của kim dây thì chúng ta sẽ có logo Breitling, đầu thì cũng có dạ quang luôn. Đó, anh em thấy không? Hoàn thiện cực kỳ chi tiết, và một cái nền đai màu xanh blue được trải tia sunburst cực kỳ đẹp mắt, kết hợp với một lớp kính sapphire nguyên khối được phủ AR chống lóa, tạo cho cái bezel này, tạo cho cái dial là một cái sự thu hút nhất định khi mà anh em sử dụng trên cổ tay. Các cọc số thì được gắn nổ, làm hoàn thiện rất tốt. Phía ngoài này sẽ là vòng outer ring, các cái vạch chia phút, và ở đây thì anh em có thể quan sát được có cả cái la bàn được gắn trên nền outer ring này luôn, rất là cao cấp đúng không ạ? Đi liền với đồng hồ thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy chuẩn chronometer. Chiếc này thì sẽ có certificate của COSC, đảm bảo là đồng hồ sẽ chạy rất là chuẩn từ -6 giây đến -4 giây cộng 6 giây một ngày. Rất tiếc là cái hãng đồng hồ này thì họ thường xuyên làm những cái đồng hồ đáy kín như này để đảm bảo chống nước. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ được trang bị cái bộ máy rất là chất lượng, bộ máy ETA 2824 top grade, chuẩn chronometer rất là đỉnh cao. Nếu như mà anh em mua mà có nhu cầu muốn xem máy thì em sẽ mở cho anh em xem. Rất là tuyệt vời với cái bộ máy này. Đó, dây của chúng ta thì đều có chuyện ở đây. Đi cùng với đồng hồ thì cái bộ dây này cũng rất là chất lượng, bộ dây đan chéo anh em nhé, hoàn thiện cực kỳ sắc nét, cực kỳ ấn tượng. Và cái khóa này, cái khóa của Breitling thì phải nói là cực kỳ chắc chắn, độ hoàn thiện cực kỳ là cao. Đó, đồng hồ và dây khóa của chúng ta thì đều làm hoàn toàn bằng thép 316L. Thép này thì sẽ độ chống ăn mòn rất là cao, chống từ nữa. Bây giờ thì em sẽ đeo lên tay để em có thể cảm nhận về độ đẹp của chiếc này. Em thấy không? Cái khóa của nó còn có chốt an toàn ở đây, đảm bảo là không bao giờ rơi ra ngoài được. Logo Breitling. Và đeo của chiếc này trên tay ấy rất là manly, rất là khỏe khoắn. Anh em có thể sử dụng đi chơi này, đi dã ngoại, đi leo núi, đi phượt, đi du lịch rất là tuyệt vời, hay là sử dụng những cái công việc hàng ngày đều rất là tuyệt. Đó, một chiếc 38mm này cho anh em tay vừa và nhỏ thích chơi Breitling thì đây là một chiếc mà không thể tốt hơn rồi. Đó, hãng đang bán mức giá khá là cao, còn ở nước ngoài mức giá cũng tương đối là chát, 55-60 triệu cho một chiếc Breitling như này. Còn em đang có một chiếc duy nhất tình trạng rất đẹp cho anh em chơi. Đó, cam kết hàng chính hãng 1 năm.
cam kết hàng chính hãng trọn đời, có bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời. Thì chiếc này em đang giao lưu ở mức giá là 39 triệu cho một chiếc Breitling, đầy đủ giấy tờ, hộp sổ sách, siêu lướt như này. Nếu em có nhu cầu, liên hệ với em với số Zalo 0973 816 172, hoặc lên tay trực tiếp tại Siwat đồng hồ chính hãng Thái Nguyên. Bên em cũng nhận thu mua lại chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa nhé. Nhận thu cũ đổi mới lên đời, có rất nhiều option tốt. Nếu anh em có nhu cầu, liên hệ với số hotline 0828 91522. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.